xin chào tất cả các bạn và cộng đồng thân yêu chúng ta nhé hôm nay mình lại xin chia sẻ cho các bạn và cộng đồng cùng biết về top những đất nước có dâu đẹp nhất thế giới nhé các bạn đàn ông để dâu không chỉ thể hiện sự nam tính của họ mà còn là quan niệm về thẩm mỹ và trở thành nét văn hóa rất riêng của nhiều nước trên thế giới hãy xem đàn ông nước nào chăm chỉ nuôi dâu và có bộ dâu đẹp nhất thế giới nhé các bạn Thứ nhất, Ấn Độ. Nam giới ở bang Rajasthan nổi tiếng nhất Ấn Độ về dâu và hiếm thấy người đàn ông nào ở đây không để dâu. Vì thế, không ngạc nhiên khi người giữ kỷ lục có bộ dâu dài nhất thế giới là ở Rajasthan và dài tới 4 mét. Hàng năm, ở Rajasthan đều tổ chức cuộc thi dâu để các quý ông trình diễn những bộ dâu ngoạn mục. Thứ hai, Mỹ đàn ông quốc gia này cũng được mệnh danh là có bộ dâu đẹp nhất thế giới. Tháng 3 hàng năm, ở Portland diễn ra tuần lễ về dâu và rear mép các quý ông so tài cao thấp. Trong thời gian này có hẳn một khu chợ bày bán các sản phẩm chăm sóc dâu, liên hoan phim rear Map và cuộc thi các quý ông đi sàn kết quốc như người mẫu và trình diễn bộ dâu ấn tượng nhất khi đến thị trấn austin bang texas bạn dễ dàng bắt gặp các anh chàng với bộ dâu độc đáo ở khắp thị trấn và hầu hết họ đều là thành viên của câu lạc bộ dâu hàng năm câu lạc bộ này là nơi có những đối thủ nặng ký đến tranh tài ở các cuộc thi dâu vô địch thế giới thứ ba na uy thành phố tròn hai có cả một lịch sử lâu đời về dâu Tròn hai từng là thủ đô của Na Uy trong thời Viking quê hương của những người có bộ dâu ba đất chứ danh. Các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều công cụ làm đẹp. Tìa tót dâu trong các nghĩa địa cổ của người Viking. Tròn hai cũng là trụ sâu của câu lạc bộ Ria Naui Na Uy và là thành phố duy nhất có người từng vô địch dâu thế giới hai lần. Thứ tư, Hungary. Budapest là trụ sở và là quê hương của hội những người có bộ dâu ấn tượng của Hungary. Và những quý ông của Hungary luôn giành giải thưởng cao của cuộc thi vô địch dâu và rear mép thế giới hàng năm. ớt bột paprika gia vị yêu thích của người dân nước này được cho là vũ khí bí mật giúp nam giới Hungary có bộ dâu đẹp nhất thế giới. Thứ năm, Thổ Nhĩ Kỳ Dâu là món trang sức không thể thiếu của đàn ông nước này, từ các chính trị gia cho đến người dân. Và bộ dâu ấn tượng, cầu kỳ của đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ khiến hết thảy đàn ông trên thế giới ghen tị. Nếu người nào kém may mắn không có dâu thì phải chọn giải pháp là cấy dâu. Thứ sáu, Đức. Đức là cái nôi của các giải vô địch thế giới về dâu và Riemep và có hiệp hội câu lạc bộ dâu toàn Đức đất nước này cũng có nhiều câu lạc bộ dâu và thường xuyên tổ chức các cuộc thi để các quý ông so tài cao thấp. Đây cũng là một trong nơi nắm giữ chức vô địch về dâu nhiều nhất thế giới. Thứ bảy, Anh. Ở London có một câu lạc bộ cho những người yêu dâu giao lưu. Hàng tháng, câu lạc bộ họp một lần để các hội viên chia sẻ cách cắt tỉa, chăm chút dâu, bảo vệ dâu khi ăn uống, khi ngủ. Các quý ông ở đây còn xuất bản một cuốn lịch để khoe những bộ dâu ấn tượng của mình. Còn ở Liverpool có bảo tàng hàng hải Merseyside trưng bày lịch sử về dâu, Rear Map để mọi người tham quan. Như vậy, mình đã chia sẻ cho các bạn và cộng đồng thân yêu chúng ta cùng biết về top những đất nước mà con trai để dâu được đánh giá là khá đẹp và lãng mạn nhé các bạn các bạn hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình khi nghe về những đánh giá trong video mà mình chia sẻ đây nhé các bạn thân chào các bạn nhé